Xin chào mừng các bạn đến với kênh câu lạc bộ nghệ thuật mặt trời đỏ khiêu vũ thể thao. Mình là cô giáo Thủy Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số bí quyết trong phần giật bụng cho tất cả các chị em. Các chị em thì rất là lo lắng vì cái phần mà mỡ thừa ở vùng bụng này, rồi là bắp chân to, bắp tay to đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các chị em làm sao để dung toàn bộ cơ thể, đặc biệt vào tác động vào cái vùng cơ bụng của mình, mỡ bụng của mình làm sao cho săn chắc và có một cái kỹ thuật tốt để chúng ta có thể giật bụng thành công và giật bụng thật là đẹp nhé. Rồi, xin mời các bạn chú ý này. Khi chúng ta giật bụng, tức là chúng ta đang thực hiện động tác hóp mở. Đấy nhỉ? Hóp mở thì chị em nào cũng đã biết rồi. Thì chúng ta sẽ phải dùng cái cơ hông của chúng ta. Đấy, cái phần xương hông chúng ta đẩy lên và đẩy xuống, đẩy lên và đẩy xuống, đẩy ra đằng sau thì chúng ta phải căng lưng ra đằng sau, và đẩy lên phía trên thì chúng ta phải hóp bụng lại, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta muốn làm được cái động tác này thì chúng ta không thể đứng chân như thế này, cũng không thể đứng chân như thế này mà làm được. Chúng ta phải hơi trùng chân xuống và mở ngực ra sau. Tay chúng ta có thể là đặt vào vai đây cho dễ này. Đấy, chúng ta sẽ mở ra, hóp vào, mở ra, hóp vào, mở ra và hóp vào. 2 3 đẩy này, hóp này, đẩy này, hóp này, mở, hóp, đẩy ra sau, đẩy lên trước, đẩy ra sau và đẩy lên trước. Thì cái động tác giật bụng của chúng ta cũng y như vậy, nhưng mà chúng ta làm được tắc kép. Vừa rồi là chúng ta hóp mở ở cái phần đơn, còn chúng ta muốn giật được bụng thì chúng ta phải là kép, thì chúng ta sẽ phải giật nhanh lên, tốc độ gấp đôi, được chưa nhỉ? Chúng vẫn trùng chân, vẫn là cơ hông, vẫn là cơ bụng. Thế nhưng mà chúng ta phải giật lên tốc độ gấp đôi, được chưa nhỉ? Tốc độ gấp đôi thì để cho cái bụng của chúng ta được tác động nhiều hơn, không những cơ bụng mà còn toàn bộ cơ thể từ vai cho đến xuống chân là đều rung hết, thì có cái tác động rất là tốt trong cái phần là tiêu hao năng lượng mỡ thừa, được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập của ngày hôm nay nhé. Mở hai chân rộng hơn vai, mở vai ra sau, trùng chân xuống, hai tay chống vào hông, được chưa nhỉ? Hai tay chống vào hông, chúng ta sẽ đẩy hông ra đằng sau, chúng ta sẽ đẩy ra hông ra sau, sau cho đó chúng ta sẽ dùng cơ hông chúng ta đẩy lên phía trước. 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8, mạnh lên, dùng tác động của phần hông, thả lỏng vai, thả lỏng đầu gối, nhưng mà phải trụ bằng chân, phải trụ vào cái bàn chân rất là chắc của chúng ta, và chúng ta sẽ quỵ cúi xuống, thả lỏng gối và chúng ta thả lỏng vai ra, tập trung cao độ của phần hông, chuẩn bị. 2 3 đẩy. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, bây giờ chúng ta tăng tốc độ lên dần lên. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8, được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta phải giật lên gấp đôi. Còn vậy thì trong cái lúc giật thì ví dụ như động tác như thế này thì chúng ta làm rất là dễ thôi, rất là dễ, tại vì là tay chân nó vừa phải, chúng ta không cần phải quá là gồng mình lên để chúng ta điều khiển cái phần hông. Thế nhưng mà khi vào phần giật bụng thì chúng ta phải lưu ý một chút cái kỹ thuật ở đây, làm sao chúng ta phải lấy được đà, lấy đà từ dưới lên trên để cho phần cuộn cái cơ hông và cơ bụng của chúng ta nó cuộn theo, nó có một cái đà, nó có một cái lực đẩy để làm cho cơ thể của chúng ta không bị gồng, không bị rối, không bị mệt mỏi trong cái lúc mà chúng ta tập luyện, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta bắt đầu tập nhé. Trùng hai chân xuống này, thả lỏng vai, mở thả lỏng vai, xòe bàn tay ra, trụ bằng chân chính nhé, trụ chắc bằng hai chân. Sau đó chúng ta đưa tay từ dưới đưa lên. Đấy, chúng ta tập theo cái chuỗi phản xạ của cơ thể đã. Đưa tay từ dưới đưa lên để cho cơ thể của chúng ta thích nghi với cái chuỗi động tác. Sau đó thì chúng ta cuộn bụng đi lên. Đấy, cuộn lên, cuộn bụng theo tay. Đấy, cuộn cơ bụng theo cơ hông và theo cái tay của mình, được chưa nhỉ? Chúng ta đang tập làm quen, thích nghi cho cơ thể có thể làm sao có thể giật được bụng, thì chúng ta phải tập từ những cái động tác đơn giản nhất, đó là điều khiển cơ thể theo một cái phản xạ, đó là cái chuỗi vòng tròn.
Khi mà chúng ta quen rồi thì chúng ta không cần phải đi vòng tròn nữa, chúng ta đi ngang cũng vẫn được. Thế nhưng khi mà chúng ta tập thì chúng ta phải là cuộn bụng này, cuộn hất trào này, thì lúc đó cơ thể của chúng ta mới nhanh được, mới nhanh được. Còn khi mà chúng ta chỉ hóp mở như thế này thôi, hóp mở ngang như thế này thôi, thì các bạn thấy là rất là khó điều khiển. Lúc thì nó sạch bên nọ, lúc sạch bên kia. Nhưng lưu ý khi mà chúng ta tập bụng được là cái cơ lưng của chúng ta phải mềm mại. Nếu cơ lưng của các bạn nó cứng thì nó sẽ rất khó giật bụng. Đấy, nên là chúng ta cơ lưng nó phải mềm mại thì mới điều khiển được cơ hông và cơ bụng, được chưa nhỉ? Giờ bây giờ chúng ta cùng đi luyện tập một chút nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái chùm động tác làm sao kiễng một chân lên mà bụng vẫn giật được, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta chùm chân xuống, đúng nhỉ? Nào, động tác này 1 2 3 4 5 6 7 8 nhanh hơn nhá. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, các bạn khi mà các bạn thấy là khi mà mình quay cái tay như này thì dễ hơn, đúng nhá, dễ hơn là chúng ta cứ thế này mà chúng ta không biết điều khiển cái cơ bụng thế nào. Khi mà chúng ta quay một chút, đấy, khi mà chúng ta xoay cái tay một chút, chân trùng xuống là điều khiển cái phần hông, thì cái bụng của chúng ta sẽ đi theo cái tay mà sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta quay sang bên này nhá. Quay sang bên này thì chân phải phải chân làm trụ và chân phải kĩnh lên. Sau đó chúng ta cũng trùng chân xuống và chúng ta cũng đẩy tay tròn như thế này, được chưa? Đẩy tay tròn đều như thế này và chúng ta nhanh lên. Đấy, nhanh lên 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, tôi còn động tác như thế này, xong chúng ta hạ tay xuống, chúng ta cũng điều khiển tay xoay tròn như thế này. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 nhanh hơn này. 2 3 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta xoay xoay cái tay để cho cái cơ bụng của chúng ta nó đi theo cái tay của chúng ta, để cho cái cơ thể của chúng ta nó sẽ điều khiển rất là dễ và giật bụng rất là dễ nhá. Rồi bây giờ chúng ta có thể trụ chân vào thế này. Đấy, nhớ là lưu ý tay luôn xoay vòng tròn. Tay luôn xoay vòng tròn, nếu mà các chị cứ thế này thì các chị sẽ khó mà điều khiển được cái hông, được chưa nhỉ? Nhưng khi mà chúng ta xoay vòng tròn như thế này thì rất là dễ điều khiển được cái cơ hông của mình. Được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tập một vài động tác để cho chúng ta quen với cái sự điều khiển của cơ thể nhé. Trước tiên vào bài thì chúng ta nên là đánh hông. Đấy, đánh hông để làm sao? Để cho mềm cái cơ hông của chúng ta ra này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ đi hóp mở đơn, được chưa nhỉ? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tay ca. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, tay cao nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm động tác hóp mở nhé. Chúng ta hóp mở nhưng mà chúng ta lái cái tay này đi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hóp mở nhanh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta tận bụng nhé. 2, 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cái tay của chúng ta vẽ rất là nhanh, vẽ vòng tròn rất là nhanh thì điều khiển được cái cơ hông của chúng ta, được chưa nhỉ? Rồi, với một vài chia sẻ vừa rồi thì các bạn lưu ý là trong quá trình giật bụng chúng ta phải dùng tay để điều khiển cho cái cơ hông của chúng ta lái theo tay thì chúng ta sẽ giật được bụng nhanh nhất. Và nhớ là trùng chân xuống và tập trung cao độ vào phần hông, mở vai ra thì các bạn sẽ thường xuyên tập luyện thì các bạn sẽ giật được bụng ngay thôi, đúng nhỉ? Rồi chúng ta sẽ luyện tập một chút xíu, rồi chúng ta sẽ ghi nhớ ở trong đầu để chúng ta luyện tập thường xuyên thì cái cơ thể của các bạn sẽ dần dần được cải thiện và sẽ có một cái kỹ thuật giật bụng rất là